Ngay khi công bố phổ điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tỉnh Hà Giang đã liên tiếp lập những kỷ lục mới, thành tích vượt qua cả nhiều địa phương có truyền thống học tập dẫn đầu cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Thanh Hóa. Cụ thể là theo phổ điểm khối A1 thì Hà Giang có 36 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên, chiếm gần 50%. Còn theo phổ điểm khối A thì Hà Giang chiếm 35,3% trong tổng số thí sinh đạt trên 27 điểm. Trong bối cảnh đề thi năm nay không những làm khó cả thí sinh mà còn khó cả với giáo sư tiến sĩ, thì thành tích này của Hà Giang được đánh giá là ngoạn mục. Tuy nhiên, ở chính tại Hà Giang thì liệu Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đây có coi đây là thành tích nổi bật hay không? Ông có cảm thấy bất ngờ hay không ạ khi biết kết quả về điểm thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Hội đồng thi là Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang vừa kết thúc ạ? Tôi cũng thấy có cái suy nghĩ đấy. Tôi suy nghĩ là không biết là cái việc này là cái kết quả này nó như thế nào. Như thế nào ở chỗ là nếu đúng tất cả mọi thứ câu chuyện như thế thì rất mừng, bởi vì chúng ta có những cái nhân tố xuất hiện cũng rất đặc sắc, đúng không ạ? Thì chưa kịp nói thực là chưa kịp là xem là câu chuyện nó như thế nào thì báo chí đã đưa tin rất nhiều. Tôi không đánh giá chuyện này là thành tích nổi bật. Nếu thành tích nổi bật thì tôi không xếp thứ tự cái này. Bởi vì thứ nhất là kết quả của chúng tôi nếu mà cho đến thời điểm này mà không gì thay đổi thì nó cũng như năm vừa rồi. Thì không thể nói là nổi bật hơn năm ngoái, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái nổi bật thì tôi đánh giá từ góc độ khác. Vâng, thưa quý vị, trong đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của các em học sinh mong muốn làm rõ sự bất thường này nếu có. Và rõ ràng là sự thắc mắc này càng có lý hơn khi mà nhiều em học sinh tại Hà Giang trong năm điểm thi chỉ từ 1 đến 2 điểm, nhưng đến khi thi thật lại suýt soát điểm 10, khác hẳn so với phần thi thử trước đó. Và trong phần sau của bản tin Chuyển động 24 giờ thì phóng viên chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi sâu hơn với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về vấn đề này. Thưa quý vị, xin được đặt ra một giả thiết, đó là nếu có lỗi xảy ra trong một quy trình vận hành trông thi, chấm thi chặt chẽ mà các bên liên quan đều khẳng định, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm xin lỗi các thí sinh khác đã bị cướp mất cơ hội vào cánh cửa đại học? Vấn đề này chúng ta sẽ phải chờ đợi báo cáo của Ban chỉ đạo thi của Hà Giang gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17 tháng 7 tới đây. Lời xin lỗi không chỉ là xin lỗi không, mà nó còn thể hiện sự can đảm, dám đứng ra chịu trách nhiệm. Chúng ta vẫn nhớ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời xin lỗi đến những công nhân thoát nước đô thị khi họ phải làm việc trong một môi trường tối tăm, bẩn thỉu, độc hại và đầy nguy hiểm. Nhưng dường như do đặc thù làm việc trong lòng cống nên cũng không nhiều người biết đến nỗi khổ của họ. Thành ra, miệng cống vẫn sẽ là miệng rác. Hiểu thêm cái hoàn cảnh làm việc của... Bất cứ cái gì á, kêu bằng nó cũng nằm ở dưới cống hết. Như là kim chích, dao, miễn chai, bóng đèn, bịch ni lông, đó, các thứ hết. Thứ gì là kêu bằng nó cũng có ở dưới cống. Làm nhiều lúc mình xuống dưới mình dặm đâu ha. Bị cái cây kim đâm xuyên qua thịt mình luôn. Đó là cái cảm giác mình coi như mình rợn người, nhớ hoài nhớ mãi không bao giờ quên được. Đang lom khom hốt cống lên thì cái vòi nước xả của trong nhà nó đi ra, bất chợt thì coi như là phân với nước tiểu từ trong nhà người ta xả ra thì rớt từ đầu chân tôi luôn đó. Tôi ngó tôi không ráng làm cho nó xong cái hầm đó. Tôi làm công việc này được 21 năm mà cái này là nghề chọn chứ không phải là mình chọn nghề. Cái này là buồn nhiều hơn vui. Thì mình làm vậy, hàng ngày mình làm vậy, có những người người ta không hiểu được, người ta ấy là đứng gần hoặc là người ta nói là sao mà hôi này nọ kia, có khi nhầm người đi, người ta còn bịt mũi nữa. Nói chung cũng buồn chứ, nhưng mà công việc thì mình phải làm thôi. Ai cũng biết nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, nhưng thường nghĩ về đời mình. Vâng, có lỗi thì phải nhận. Rất thẳng thắn, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu như người dân lỗi 1 thì cơ quan quản lý có lỗi 10. Bởi luật xử lý hành vi xả rác nơi công cộng đã có, nhưng sao lại không áp dụng nghiêm minh? Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận trách nhiệm trước tình trạng này và cho biết sẽ tăng cường lắp thêm camera nơi công cộng. Khoan đã, nhưng xin hãy dừng lại ở chi tiết này.
lắp thêm camera nơi công cộng. Liệu những thiết bị ghi hình tiên tiến có phát huy được đúng như những gì người ta vẫn kỳ vọng vào nó hay không? Xin được nhắc cho quý vị nhớ rằng chỉ mới cách đây chưa đến một tháng thì chính Chuyển động 24 giờ cũng đã từng đề cập đến tác dụng của những chiếc camera quan sát. Và đây là những chia sẻ khi đó của lãnh đạo quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tại phường 8 quận 4, mặc dù việc lắp đặt camera đã nhận được những tín hiệu tích cực khi hai điểm đen ô nhiễm của phường đã được xóa bỏ. Một số hình ảnh người dân quăng rác không đúng quy định như thế này được ghi nhận và xử phạt. Thế nhưng, phường vẫn gặp không ít khó khăn trong việc xử lý phạt nguội người dân vi phạm. Hầu như là mình mà lập biên bản xử phạt là mức phạt là từ 1 triệu đến 3 triệu thì cũng gặp khó khăn cho người dân. Lực lượng mà tuần tra, lực lượng mà xử lý cũng quá ít. Không thể nào phủ 24 trên 24 giờ cho cái công tác tuần tra chốt chặn và xử phạt. Liệu số lượng camera tăng lên thì có giúp cho số lượng rác vứt xuống cống được giảm xuống hay không? Nó khó trả lời như việc bạn được ai đó hỏi rằng liệu có đúng là biến đổi khí hậu là thủ phạm chính gây ra mùi hôi của bãi rác Đa Phước tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh như lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã từng phát biểu hay không? Và mỗi khi gặp câu hỏi khó thì người ta lại hay trả lời rằng thôi thì cái gì khó quá thì bỏ qua, hoặc là tìm cách đổ lỗi cho một khái niệm hay là phạm chủ nào đó. Cá chết là do đâu? Biến đổi khí hậu. Vì sao lại tụ nước? Biến đổi khí hậu. Nóng đến mức có thể phơi thịt. Biến đổi khí hậu. Tại sao bãi rác Đa Phước lại bốc mùi? Năm nay vào cái biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các mùa thì sẽ có mùi hôi. Hiện nay đang chôn lấp khoảng 13 triệu tấn. Như vậy thì cái độ cao hiện nay là khoảng 27 mét. Như vậy thì ảnh hưởng của các mùa thì có hướng gió thì có ảnh hưởng cái mùi. Trăm sự cũng chỉ tại biến đổi khí hậu. Vâng, nhận lỗi mới khó, chứ đổ lỗi thì lại dễ như là đổ rác vậy. Thôi thì đúng là trăm sự cũng chỉ tại biến đổi khí hậu, chả biết nói năng gì cả. Tuy nhiên thưa quý vị, trong nhiều trường hợp thì ngay cả khi người trong cuộc đã dũng cảm đứng lên nhận lỗi thì đôi khi cũng chẳng để làm gì, bởi hậu quả do những việc làm sai, tác trách để lại khiến lời xin lỗi dù có thành tâm đến mấy cũng là quá muộn màng so với hậu quả mà nó mang lại. Tôi đang muốn nói đến câu chuyện về Bệnh viện Ba Vì đã trao nhầm hai đứa trẻ 6 năm trước. Bệnh viện Đa khoa Ba Vì Hà Nội đã trao nhầm hai đứa trẻ sơ sinh cho hai gia đình 6 năm trước đây. Mặc dù lãnh đạo bệnh viện cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, tiến hành kỷ luật nhân viên và đưa ra những giải pháp để khắc phục hậu quả. Nhưng sự tắc trách của nhân viên y tế khi đó đã để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho hai gia đình. Do những đứa con càng lớn càng không giống bố mẹ, một gia đình đã tan vỡ. Một gia đình còn lại sống trong mối nghi ngờ nên người bố mới phải âm thầm làm xét nghiệm ADN. Từ khi sự việc vỡ lở đến nay thì cả hai bên vẫn chưa thống nhất được giải pháp cuối cùng. Chưa thống nhất được giải pháp cuối cùng vì một người mẹ chưa nỡ xa con, dù đó không phải là con ruột mà chị sinh ra. Cũng đúng thôi, vì công sinh không bằng công dưỡng. 6 năm trời chăm bẵm, nghe con gọi tiếng mẹ đầu tiên, nhìn con lần đầu tập đi. Thưa quý vị, đâu ai có thể một sớm một chiều mà đổi con được. Như Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang đã từng nói, vụ trao nhầm con ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật, quan niệm đúng sai. Và muốn giải quyết vấn đề trên thì cần đến sự kiên trì, tình yêu thương, chứ không phải căn cứ theo câu chữ của luật pháp. Rất mong rằng cho đến cuối cùng thì hai gia đình ở Ba Vì Hà Nội sẽ tìm được sự đồng điệu như hai gia đình cũng đã từng bị trao nhầm con tại Bình Phước trước đây. Họ đã làm được, đó là hai bé có thêm người bố, người mẹ. Bé nào ra đời trước là chị và họ là một gia đình lớn của nhau. Và mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động khi đó. Lúc bé Thịnh mới vô nhà em là em không có tình cảm với nó. Sau này một thời gian, nói chung là cũng 2-3 tháng nó mới mến. Quý thương, yêu thương dần dần dần. Yêu con rất nhiều. Có lẽ là các cụ nói không sai đâu. Công sinh vẫn chưa bằng công dưỡng. Nhưng mà sự thật có lẽ là phải chấp nhận. Bây giờ cho một đứa ở trỏng thì đứa này cũng buồn, cho hai đứa vô luôn. Một tuần là chở hai đứa ra đây. Hai gia đình cũng thống nhất với nhau là giữ nguyên tên của hai gia đình đã đặt cho các cháu. Chỉ có nói cho nó một buổi tối, từ ngày hôm sau là nó chấp nhận cái tên. Cũng hơi bất ngờ.